bây giờ đoán thiếu nếu mất được mất thì anh vẫn còn một lần nữa. Vẫn một lần nữa. Rồi. Tiền bao nhiêu điểm nữa thì tiền mất tiền hết thì sao? Thôi. Thế nào em quay ạ? À, quay em đoán luôn. Đoán luôn. Theo xét. Xin mời anh đọc câu thứ này. À, xét trực tiếp. Vâng, thưa quý vị, xe trượt tuyết được coi như là người bạn đồng hành với ông già Noel, đúng không? Xe trượt tuyết, chắc là em biết rồi đúng không ạ? Cái xe mà để huy mô trượt tuyết lên ông già Noel thì có một tầm lập. Tiếng Anh xe trượt tuyết là gì? Sleigh. Vâng. Anh Michael, anh đến Việt Nam được 10 năm rồi đúng không ạ? 10 năm rồi. Anh viết trong bản đăng ký rất thú vị như này.